đắm với vẻ đẹp sang chảnh của quý cô thành thị qua bộ sưu tập Chic Ladies. Chắc chắn cô nàng nào cũng muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý, xinh đẹp, kiêu hãnh, xuyên không gian và thời gian. Nhưng không phải ai cũng đủ tự tin và biết cách tôn vinh giá trị bản thân. Chính vì thế, với mong muốn giúp phái nữ luôn xinh đẹp và tràn đầy năng lượng, cũng như làm chủ cuộc sống thành thị hiện đại với nhiều lo toan, bận rộn. Bộ sưu tập Chic Ladies sẽ giúp các nàng biến hóa tích tắc với vẻ đẹp thời thượng, mở ra một cánh cửa mới không còn lo âu, phiền muộn, trở thành quý cô thành thị sang chảnh, tỏa sáng giữa đám đông từ thần thái đến ngoại hình và phong cách. Trong bộ sưu tập mới này, K&K Fashion không ngừng chuyển động linh hoạt với loạt váy đầm liền xinh xắn có tính ứng dụng cao. Những chi tiết nhấn nhá, cắt lượng khéo léo, đính nơ, gấu váy nhiều tầng, vạt áo mềm mại, kỹ thuật nhúng, xoắn, xẻ cổ chữ V, thắt đai eo. Hay với sự pha trộn màu sắc hài hòa, những đường nét tinh tế cùng với việc sử dụng chất liệu đặc trưng của mùa thu như von, lụa, chiffon. Tất cả sẽ mang đến một dấu ấn khác biệt và độc đáo nhất. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện được phong cách riêng mà còn mang lại sự trẻ trung và tinh thần hứng khởi yêu đời cho người mặc. Dưới đôi bàn tay khéo léo và trái tim khát khao sự hoàn mỹ của các nhà thiết kế K&K Fashion, từng trang phục trong bộ sưu tập Chic Ladies chắc chắn sẽ khiến các nàng mê đắm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đây chắc hẳn sẽ là luồng gió tươi mới cho phong cách thời trang thu mà các cô nàng K&K Fashion nhất định phải thử. Cùng ngắm nhìn qua các sản phẩm để cảm nhận vẻ tinh tế của bộ sưu tập Chic Ladies các nàng nhé! Hãy trở nên rạng ngời, tỏa sáng từ công sở đến những buổi dạo phố hay mỗi bữa tiệc nào nàng xuất hiện nha.